sapagawato sahawakasang ko aunayu aunayu dang khi nay yo anchalika vanutam uan lo sa ti. Bậc diệu hạnh thanh văn đệ tử, bậc chánh chơn tử tăng già, bậc mô phạm cõi ta bà, thân tâm trực hạnh lìa luân hồi, thành đạo quả bốn đôi tám chúng. Đệ tử ứng cúng tôn nghiêm cung nghênh kính lễ niệm thánh đức cao cả, phước điền dày sâu. Quạnh tăng sâm bàn tha ne ba tâm thị tăng sa ri ri ca tu ma ha bồ thinh bua tha ru băng ca lăng sa đa quan đa mi chê ti văn sam băng sam ha ne su ba tinh thi tăng ti ri ca tha tu ma ha bồ thinh bua tha ca đa đa mi chê ti văn sam băng sam ba tha ne su ba tinh thi tăng sa ri ri ca tha tu ma ha bo thân bo tha ru bang sa ca lăng sa đa. Con xin cung kính nhất tâm đảnh lễ xá lợi kim thân Phật Đà Bồ Đề Bảo Tháp gần xa đời đời hương liệu trầm hoa cúng dường. Cha ra thầm mom hi cha răng anati to ya thi thầm mom hi ya thân anati to ma ra na thầm mom hi ma ra năng anati to sam be hi me bi ye hi ma na be hi na na pha wo wi na pha wo kamma sa kam hi kamma da ya do kamma yo ni kamma bang thu kamma pati sa ra no yang kammang kari sa mi kang ya nang wa ba ba kang wa ta sa da ya do pha vi sa mi e wang am he hi pha phinh hằng bát cha quanh khi tâm bằng bồ chê mi bồ thăng cu su mê na nê na buôn nhê na mê tê na cha hô tu mong khăn bùm phăng mi la gia tỷ gia tha y đắng mê ca vô ta tha gia tỷ quy na sa văn bồ chê mi thăm măng cu su mê na nê na buôn nhê na mê tê na cha hô tu mong khăn bụng phăng mi la gia ti gia tha y đăng mê ca vô ta tha gia ti quy na sa pha văn bồ chê mi sang khăn cụ su mê na nê na buồn nhê na mê tê na cha hô tu mong khăn bụng phăng mi la gia ti gia tha y đăng mê ca vô ta tha gia tỷ quy na sa pha văn. Sam bê san ta a vê ra hoan tu su khi ta hoan tu ninh đúng kha hoan tu âm gia bánh cha hoan tu a ni kha hoan tu đi kha dù ca hoan tu a rô ga hoan tu tâm bánh ti hi sam ninh chăn tu su khi an ta năng bà ri há răng tu đúng khâm bánh ta cha ninh đúng kha và dầm bánh ta cha niệm phá gia sô cầm bánh ta cha niệm sô ca hôn tu sâm bê bì bà ni nô. U ca sa ma dân phần tê
quy sùng quy sùng rạc kha nam tha ya ti sa ra nê na sa ha pan cha si la ni ya cha ma. Bạch quá đại đức, chúng con xin thọ trì tam quy và ngũ giới nơi tam bảo để vân giữ hành theo cho được sự lợi ích. Đu ti dầm ti ma dằn tành tê quy sùng rằng kha nát tha ya ti sa ra nê na sa ha băng cha si la ni ya cha ma. Bạch quá đại đức, chúng con xin thọ trì tam quy và ngũ giới nơi tam bảo để vân giữ hành theo cho được sự lợi ích lần thứ nhì. Ta ti dầm ti ma dằn tành tê quy sùng rạc kha nam tha ya ti sa ra nê na sa ha pan cha si la ni ya cha ma. Bạch quá đại đức, chúng con xin thọ trì tam quy và ngũ giới nơi tam bảo để vân giữ hành theo cho được sự lợi ích lần thứ ba. Bút thằng sa ra nằng gách trà mi thầm mần sa ra nằng gách trà mi sang khăn sa ra nằng gách trà mi. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật, con đem hết lòng thành kính xin đi quy y Pháp, con đem hết lòng thành kính xin quy y Tăng. Đức tí dầm bí bút thần sa ra nằng gách trà mi đức tí dầm bí thầm mần sa ra nằng gách trà mi đức tí dầm bí sang khăn sa ra nằng gách trà mi. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật lần thứ nhì, con đem hết lòng thành kính xin quy y Pháp lần thứ nhì, con đem hết lòng thành kính xin quy y Tăng lần thứ nhì. Ta ti dầm ti bút thần sa ra nằng gách trà mi ta ti dầm ti thầm mần sa ra nằng gách trà mi ta ti dầm ti sang khăn sa ra nằng gách trà mi. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật lần thứ ba, con đem hết lòng thành kính xin quy y Pháp lần thứ ba, con đem hết lòng thành kính xin quy y Tăng thứ ba. Bà na ti bà ta quê ra ma ni si kha ba đăng sa ma di ya mi. Con xin vân giữ điều học là cố ý tránh xa sự sắc sanh. A định na đa na quê ra ma ni si kha ba đăng sa ma di ya mi. Con xin vân giữ điều học là cố ý tránh xa sự trộm cắp. Ca mê su mít cha cha ra quê ra ma ni si kha ba đăng sa ma di ya mi. Con xin vân giữ điều học là cố ý tránh xa sự tà dâm. Mu sa wa da quê ra ma ni si kha ba đăng sa ma di ya mi. Con xin vân giữ điều học là cố ý tránh xa sự nói dối. Su ra me ra ya mat chap pa ma dap tha na quê ra ma ni si kha ba đăng sa ma di ya mi. Con xin vân giữ điều học là cố ý tránh xa sự dễ vui, uống rượu và dùng các chất sai. Ua ta măng ghê na quanh đê hăng ba đà băng sung qua rua ta măng Bùa thế vô ca lý tô đô sô bùa thô khả ma tú tăng ma măng. Gieo năm vóc vi trần đảnh lễ, những lỗi lầm vô ý gây nên, cuối sinh oai Phật vô biên, cho con sám tội tiền khiên từ rài. Ua ta măng ghê na quanh đê hăng thầm manh cha đồ quỳ thắng qua răng. Thầm mê vô khả lý tô đô sô thầm mô khả ma tú tăng ma măng. Gieo năm vóc vi trần đảnh lễ, những lỗi lầm vô ý khởi sanh, cuối sinh pháp học pháp hành, cho con sám tội tâm thành từ đây. Ua ta măng ghê na quanh đê hăng sang khanh cha đu vi thô ta măng sang khê vô khả lý tô đô sô sang khô khả ma tú tăng ma măng. Gieo năm vóc vi trần đảnh lễ, những lỗi lầm ngã mạn kiêu căng, cuối sinh chư thánh phàm tăng, cho con sám tội ăn năn từ rày.
Yang kinh chi cu sa la cam măng cần tâm băng kỳ ri yang ma ma ca ye na wa cha ma na sa ti da se su ga tăng ca tăng ye san ta san nhi no an thi ye cha san ta a san nhi no ca tăng pua nhà pha lăng mây hằng sam bê pha ghi pha quan tu tê Ye tăng ca tăng suy đi tăng đinh năng phua nhập pha lăng mà ya ye cha tăng thanh cha nam tỳ đề hoa gan toa ni quê đa dung sam bê lô cam hi ye san ta chi quan ta ha ra hê tu ca ma nua nhân phô cha năng sam bê la phan tu ma ma chê Ta sa ti karani yaman tha ku sa le na yan tang san tang ba dang a phi sa manh cha sang ko chu cha su tu cha su wa cho cha sa mu du anati ma ni san tu sa ko cha su pha ro cha am ba kin mo cha sa na hu Na cha khu đăng samma cha re kinh chi ye na vinh yo pa re u pa wa de yung sukhi no wa khe mi no hon tu sam be san ta pa wan tu sukhi tan ta ye ke chi ba na phu tan thi ta sa wa tha ra wa ra na se sa di kha wa Aye mahanta wa man chi ma ra sa ka anu ka thu la đinh tha wa ye wa an đinh tha ye cha du re wa san ti a vi du re phu ta wa sam pha we si wa sam be san ta pha wan tu su khi tan ta Na ba ro ba rang ni cung bê thành na ti mạnh nhê tha cánh tha chi năng kinh chi bia ro san na ba ti kha san nha nan nhà mạnh nhà sa đúng khả minh chê ya ma ta ya tha ni yang bú tăng a yu sa e ka bú ta ma nu răng khê e vam bi sam ba phu tê su ma na sam pha wa ye a pa ri ma năng mẹ tân chật sam ba lô ca minh ma na sam pha wa ye a pa ri ma năng Ua thăng à thô cha ti ri dân cha sam ba thăng à quê răng à sa bánh tăng tính thanh cha răng ni sinh nô wa sa gia nô wa gia wa ta sa vi ga ta minh thô ê tăng sa tinh à thính thay và brahma mê tăng vi ha răng ni tha ma hồ đinh thinh cha nu ba gam ma si qua đa sa ni na sam pan no ca me su vi ne ya ge thang na hi cha tu gam pha se chang bu na re ti ti Ba hum sa ha sa ma phi niêm mi ta sa vu thanh tăng ri mê kha lăng ngô di ta khô ra sa se na ma răng đà na di thăm ma quy thi na chi ta qua mù nình đô tăng tê cha sa pha qua tu tê cha giả măng gà la ni ma ra ti rê ca ma phi vua chi ta sam ba răng tinh go ram ba na la qua ca măng ca ma thanh tha giang khang khánh tê su đăng ta quy thi na chi ta qua mù nình đô tăng tê cha sa pha qua tu tê cha giả măng gà la ni na la ghi rinh gà cha qua răng gà ti mắn tha phù tăng
đa quang ghi chăng cam ta ni và su đa ru năng tăng mê tâm bù xê ca quy thi na chi ta hoa mô ninh đô tăng tê cha sa pha hoa tu tê cha giá măng gà la ni ôm khinh ta khăn ga ma ti hành tha su đà ru nan tăng tha văn ti vô cha na ba thăng gu li ma la văn tăng ngân thi phi sang kha ta ma no chi ta wa mu nin đô tan tê cha sa pha wa tu tê cha ya man ga la ni căn tòa na căn tha mu đa rằng y wa gam phi ni ya chính cha và đúng thà quá cha năng cha na ca và mạnh chế sanh tê na so ma quy thị na chỉ ta quá mu ninh đô tánh tê cha sa pha quá tu tê cha ya măng gà la ni sanh chẳng quy hà ya ma thi sanh cha ca quá đa kê tung quá đa phi rô bi ta ma năng a ti anh thà phú tăng bạn nhà bà đi bà cha li tô chỉ ta qua mù nình đô tê cha sa pha qua tu tê cha ya măng gà la ni nàn đô ba nàn đa phu cha găng quý bù thăng mà hình tình búa tê na thê ra phu cha ghê na đà mà danh tô ấn thu bà đê sa quý thi na chỉ ta qua mù ninh đô tánh tê cha sa pha qua tu tê cha ya măng gà la ni đung gà ha đinh thi phu cha ghê na su đánh thà hánh thăng phạm măng quỳ xua thì chu tì minh thì ba ca phi tha năng nhà na ga đê na quy thi na chỉ ta qua mù ninh đô tánh tê cha sa pha qua tu tê cha ya măng gà la ni ê ta bi bua tha cha ya măng gà la an tha ga tha yu wa cha no di na di nê sa ra tê ma tánh đi hình toa na nê ca quy quy tha ni chu ban đa qua mong khăn su khăn na thi ga mê ya na ro sa ban nhu chẳng ca qua rằng ki ta ran ta su ba đô lạc kham na măng đi ta a ya ta ban hi cha ma ra chan ta vi phu si ta ba đô e sa hi tùy ha bi ta na ra si ho sang ya ku ma ra wa ro su ku ma lo rang kha na vin tha ta pu na ra ri sa ri ro lo ka hi ta ya ga to na ra vi ro ê sa hi tùy ha bi ta na ra si ho buồn na sa sang ca ni pho mu kha wan no đề wa na ra na bi yo na ra na go man ta ga chin da wi la si ta ga mi ê sa hi tùy ha bi ta na ra si ho khánh ti ya sam pha qua ác ga cù li nô đề qua ma nu sa na ma si ta ba đô si la sam ma thi ba tinh thi ta chính tô ê sa hi tùy ha bi ta na ra si ho a ya ta tùng ga su sang thi ta na so go ba mu kho a phi ni la su nan to in da tha du a phi ni la pha mu kho e sa hi tùy ha bi ta na ra si ho wan ta su man ta su sang thi ta chi wo si ha ha nu mi ga ra cha sa ri ro cảnh cha na sum cha vi u ta ma wan no e sa hi tùy ha bi ta na ra si ho su nin tha su gang phi ra man chu su kho so hình gu la ban thu su ran ta su chi wo
vì sa ti vì sa ti se sa su đan to e sa hi tuy ha bi ta na ra si ho an cha na wan na su ni la su ke so căn cha na bát ta vi su tha la la to ô sa thi ban đa ra su tha su un no e sa hi tuy ha bi ta na ra si ho gan cha ti ni la ba thê vi ya chan đô ta ra gan na ba di vệ thi ta ru po sa wa ca mắt cha ga to sa ma nin đô e sa hi tuy ha bi ta na ra si ho. Iti piso phagawa dana parami sampanno Iti piso phagawa dana upaparami sampanno Iti piso phagawa dana paramantha parami sampanno Iti piso phagawa sila parami sampanno iti piso phagawa sila upaparami sampanno iti piso phagawa sila paramantha parami sampanno iti piso phagawa nang khamma parami sampanno iti piso phagawa nang khamma upaparami sampanno iti piso phagawa nang khamma paramantha parami sampanno iti piso phagawa panya parami sampanno iti piso phagawa banya upaparami sampanno iti piso phagawa banya paramantha parami sampanno iti piso phagawa viriya parami sampanno iti piso phagawa viriya upaparami sampanno iti piso phagawa viriya paramantha parami sampanno iti piso phagawa kanti parami sampanno iti piso phagawa khanti upaparami sampanno iti piso phagawa khanti paramantha parami sampanno iti piso phagawa sancha parami sampanno iti piso phagawa sancha upaparami sampanno iti piso phagawa sancha paramantha parami sampanno iti piso phagawa athinthana parami sampanno iti piso phagawa athinthana upaparami sampanno iti piso phagawa athinthana paramantha parami sampanno iti piso phagawa mayanta parami sampanno iti piso phagawa manta upaparami sampanno iti piso phagawa manta paramantha parami sampanno iti piso phagawa ubankha parami sampanno iti piso phagawa upankha upaparami sampanno iti piso phagawa ubankha paramantha parami sampanno
Iti piso phagawa dasapa rami sampano. Iti piso phagawa dasa upapa rami sampano. Iti piso phagawa dasa paramantapa rami sampano. Nắc mô bút thà giá, nắc mô thầm mà giá, nắc mô sang thà giá. Dạ con xin kính đảnh lễ Ngài Trẻ Cải Trí Đức. Dạ con xin kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ con xin dâng mít lại cho cô Nhật Quỳnh để cô điều khiển chương trình học của ngày hôm nay, thưa cô. Nam mô Bụt Tha Dạ, Nam mô Tham Ma Dạ, Nam mô Sang Kha Dạ. Con thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, ân đức Phật, ân đức Pháp, ân đức Tăng. Con thành kính đảnh lễ Ngài Trí Đức cùng Kim Đức hiện diện trong đạo tràng. Dạ cảm ơn chị Metta cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Nhật Quỳnh kính lễ quý bà quý cô tu nữ. Nhật Quỳnh kính chào đạo tràng. Dạ sa thú đành thai kính cảm ơn Nguyên Như đã thay mặt đạo tràng lễ bái Tam Bảo và thọ trì quy giới. Dạ bây giờ đã đến giờ chúng con học bài Pháp Cú Kinh số 203. Con xin thay mặt đạo tràng thành kính đảnh lễ cung thỉnh Ngài Trí Đức từ bi hoan hỷ đăng đàn để chúng con được học từ vựng và duyên sự cơ Pháp Cú Kinh 203. Nhật Quỳnh kính chúc đạo tràng một buổi học pháp được an vui tiến hóa. Con kính dâng mít đến Ngài ạ. Nam mô Bụt Tha Dạ, Nam mô Tham Ma Dạ, Nam mô Sang Kha Dạ. Trước tiên kính lễ chư tôn thì Đức Tăng trong những nickname mà chúng tôi không được rõ. Chào quý ni sư, quý cô tu nữ. Chào sư Nhật Quỳnh, sư Quy Như, sư Cảnh Dung, đạo hữu Hoa Phúc Tím, sư Hiền Hòa, sư Thiên Lâm, sư Neta, sư Ca Trăng Thu, sư Kim, sư Hồng Nhật và đạo hữu Tam Quý. Xin được thay mặt hôm nay chúng ta sẽ sâu Phật ngôn 203. Và trước khi bước vào đề tài của câu Phật ngôn này, xin phép được tán dương ơn đức Tam Bảo. Nên tà nát tây giá sư quân đà mỹ vô thù mê hê thị á ra hằng tất thà gá tô lô vô tâm hồ sắp bá gá rù hí chệt thà cô lô cá sơ sá thà cha nạ đầm mô cụ quý đô quân đà mô hình tầng ná rá phù cha nề giá cần Như Lai giác ngộ pháp màu, Ngài bậc trí thức không đâu sánh bằng, thoát ly phiền não trói chăng, thôi thượng giáo chủ, trí năng vô lượng. Từ đế Ngài đã tin tưởng, thông minh dạy bảo, dân lương thoát trần. Con xin đảnh lễ Phật ân đáng cho thiên chúng nhân dân cúng dường. Tham mô bất đi bồ yá ta sô sá thu nô lô ca nô mần thát sá vi nà ca rô cô sắp bình nhu bút tháp bất đi phù thi sinh nhau quân đà mà hành tăng na ra phù cha này giác cần pháp bảo với như anh vàng như là soi sáng vẹt màn vô minh làm lạc dũng sinh để dân Phật tổ quang minh rõ ràng. Con xin là lễ pháp quang đáng cho công chúng nhân gian cúng dường. Sân khu vi số thù số gà ta sơ xà vô cô sức khà su ca mô vá ra thầm mát sức khà cô đình đà vá sẵn xà đi a nà đá rô vá rô quận đà mát hành tầng ná ra phù cha này giá cần tăng bảo tinh văn vật đà tầm một môn rõ đem mạ thoát thân các ngài thanh tịnh đi trần xa lìa thể pháp phàm nhân ai bị. Con xin đảnh lễ tăng hy đáng cho công chúng nhớ ghi cúng dường. Ra tận hết tây gia tề chề nát sắc tha mê hệ tu quá thanh năng tát sa bi a nu pa về nát sa hạ sa về nát sắc tu cầu xin Tam Bảo uy linh cho con tấn hóa thông minh học hành mong nhờ đức Phật uy danh hộ cho con học đắc thành quá cao. Nam mô Bụt Tha Dạ, phần tăng dương ơn đức Tam Bảo đã xong. Bây giờ chúng ta đi vào bài học ngày hôm nay. Câu Phật ngôn 203. Um,
câu đầu tiên chúng ta có hai từ ha, chigacha parama roga, chigacha parama roga, chigacha parama roga. Hai từ, cái từ đầu tiên chigacha parama, đây là một từ. Chúng ta thấy có hai từ nó dính liền với nhau ha. Đây là một cái trong văn bản, văn bản gọi là lopo và sân thí, xóa và ráp chữ. Thì chigacha, chigacha đây là một danh từ nữ tính, akaranta ithilinga. Chigacha ở đây nó được đứng làm chủ cách số nhiều ha. Chủ cách số nhiều và thamma và hữu quách cho nó quy phát tí, cho nên chigacha ở đây có nghĩa là sự gì, sự đói lả, sự bất xỉu, tức là một cái trạng thái mà coi như là run rẩy, coi như lạng hoạn xỉu, của cái trường hợp mà có bụng đói đó, tức là sự đói ả, chigacha. Rồi cái từ thứ hai dính liền đó là parama. Parama do cái từ parama, parama, nhưng mà ở đây nó đứng làm chủ cách số nhiều, tức là bhatthama bahuvachana vipatti, cho nên parama biến thành parama. Parama có nghĩa là tối thượng, tối thượng. Vậy thì hai từ này nó đi chung với nhau. Tối thượng của sự đói lả là cái gì? Tối thượng là sự đói lả. Cái câu hai chữ này nó đi liền với nhau thì có ý nghĩa là đói ngất ngư con tàu luôn, là đói hết chỗ nói luôn, là parama ha, chigacha parama. Rồi nhưng mà cái gì làm cho con người đói lạ? Cái từ roga ở phía sau. Roga do cái từ roga, roga là một danh từ nam tính, akaranta pumringa. Roga ở đây nó đứng làm chủ cách số nhiều, bhatthama bahuvachana vipatti, cho nên chữ roga biến thành roga. Roga có nghĩa là bệnh hoạn, bệnh, bệnh ở đây bệnh gì? Bệnh đói. Bệnh ở đây có nghĩa là bệnh đói, bệnh đói tối thượng. Bệnh hoạn, họ bệnh thôi chứ đừng có hoạn nha. Rồi ra bệnh thật không có hoạn nha, mà bệnh ở đây rất là bệnh đói. Cho nên cái câu đầu tiên này, ngài Hòa Thượng Minh Châu người dịch đó là đói ăn, đó là bệnh tối thượng. Cái bệnh mà tối thượng nhất là của cái này là cái gì? Đói. Cho nên người ta nói có thực mơ Phật được đạo, tức là có no bụng là cái gì cũng làm được hết. Còn mà nếu mà đói thì thôi hết làm được cái gì, xỉu à. Khi mà con người đói thì tối tâm mặt mày ha, không có làm được cái gì hết á. Cho nên ở đây đói ăn bệnh tối thượng. Ngài Hòa Thượng Minh Châu người dịch rất là ngắn gọn ha. Rồi bây giờ câu số 2, Sankhara Parama Dukkha, Sankhara Parama Dukkha, Sankhara Parama Dukkha. Ở đây cái chữ Sankhara, Sankhara no thì mắc sụp. Cái này đừng có nói no thì mắc sụp, thì ngủ không làm gì hết. Bậy.
cái câu mà nó no mắt sụp ngủ không làm gì hết dở, người ta nói căng da bụng thì nó dùng da mắt à, nghe nó hay hơn à, căng da bụng thì nó dùng da mắt à. Rồi bây giờ câu số 2, Sankhara Parama Dukkha. Thì cái chữ Sankhara này nó do cái từ Sankhara. Sankhara là một danh từ nam tính, Akranta Pumlinga. Nhưng mà Sankhara ở đây nó đứng làm chủ cách ha, nó đứng làm chủ cách cho nên số nhiều. Bathama Ekavachana Vipatti à, cho nên chữ Sankhara biến thành Sankhara. Sankhara là các hành, các hành tức là những hành vi tạo tác, các hành. Rồi các hành Parama là tối thượng ha, các hành Parama là tối thượng. Nhưng mà hành như thế nào mà coi như tối thượng? À, cái chữ Dukkha ở phía sau nó bổ sung. Dukkha là một danh từ nam tính, Akranta Pumlinga. À, nhưng mà chữ Dukkha này nó cũng được chia theo đối cách à, chia theo chú cách số nhiều. À, Bathama Bahuvachana Vipatti, cho nên Dukkha biến thành Dukkha. Dukkha có nghĩa là đau khổ à, đau khổ. Vậy thì câu số 2 này à, câu số 2 nói lên cái gì? Cái khổ mà tối thượng á, tức là do các hành vi tạo tác à, Sankhara à, à, do cái lời nói, do cái hành động à, do cái sự suy tư à, cho nên các cái hành này là tạo việc ác à, tạo việc ác cho nên phải khổ. Ngài Hòa Thượng Minh Châu người dịch rất là gọn, các hành khổ tối thượng, làm ác phải khổ thôi à, đó là chuyện đương nhiên. Rồi bây giờ chúng ta qua câu số 3 ha. Câu số 3 à, câu số 3 sau đây à, e tăng nhất toa yatha phu tăng, e tăng nhất toa yatha phu tăng, e tăng nhất toa yatha phu tăng. À, câu số 3 chúng ta có 3 từ ha. E tăng là 1 ha, nhất toa là 2 ha, yat tha phu tăng là 3. Vậy thì chữ e tăng nó đi chung với chữ nhất toa à, e tăng nhất có nghĩa là hiểu được cái điều đó, hiểu được cái điều này, hoặc là sau khi biết được cái điều này à, chữ e tăng là điều này ha. Mà nhất toa có nghĩa là sau khi biết được, sau khi biết được. Alo, quý vị còn nghe không? À, sau khi biết được điều này à, biết được điều này là như thế nào? Ê tăng là điều này ha, nhất toa là sau khi biết được ha. À đúng rồi, ê tăng nhất toa sau khi biết được điều này, biết được điều này như thế nào? Yat tha phu tăng, yat tha phu tăng. Chữ yat tha chúng ta thấy rằng à, giống như à, giống như yat tha là giống như, phu tăng là như thực à, à, phu tăng có nghĩa là à, nó những cái trạng thái mà có sao nó vậy người ơi á à, nó gọi là như thực. Yat tha phu tăng là mình biết như thực à, biết như thực là giống hệt như vậy đó, mình thấy sao thì nó giống hệt như vậy đó, gọi là yat tha phu tăng. À, thì cái câu này Ngài Hòa Thượng Minh Châu Ngài dịch rất là, Ngài dịch
Nếu như thật là vậy, thật là có sao thì để nguyên nó như vậy, không thêm bớt, không đưa cái tôi, không đưa cái ngã, không đưa cái mà còn sở hữu của mình vô đó, nó của pháp như thế nào thì để nguyên nó như vậy. Cũng giống như đi ngang qua một vườn hoa ha, mình thấy có những cái bông hoa đẹp, thì nhìn những bông hoa đẹp đó thì mình thấy cái đẹp của công viên, của vườn hoa, nhưng mà mình thấy đẹp cái mình ngắt cái cành hoa đó, mình đem về mình để trong cái ly, để mình cành hoa sở hữu của mình. Nhưng mà khi mình ngắt mình đem về như vậy thì quý vị thấy sao? Mình để ở ngoài cây á thì nó lâu tàn, mà đem vô mình có cắm vô nước đi nữa sở hữu của mình, nhưng mà nó được bao lâu? Cái này nó không như thật thì có sao để nguyên vậy đi. Phạm tội ăn cắp, cái này không có cái chuyện mà nói để thấy rằng đưa cái tôi, cái ngã của mình vô thì nó không còn là như thật nữa. Không còn cái nguyên thủy của nó. Rồi bây giờ qua câu thứ tư ha. Tức là đừng có đưa cái bản ngã mình vô, có sao để nguyên nó vậy đi ha. Rồi bây giờ câu số 4. Nibbānaṃ paramaṃ sukhaṃ. Nibbānaṃ do từ Nibbāna, nhưng mà đây Nibbānaṃ là một hình thức của đối cấp. Duttiya vipatti ekavacana Nibbāna biến thành Nibbānaṃ. Nibbānaṃ là Niết bàn ha. Paramaṃ do cái từ parama. Paramaṃ có nghĩa là tối thượng. Nhưng mà cái gì tối thượng? Cái gì là số 1? Cái gì là tuyệt đối? Cái gì là đỉnh cao? Đó chính là sukhaṃ. Sukhaṃ do cái từ sukha là an lạc, là hạnh phúc. Mà an lạc hạnh phúc đó là cái gì? Ngài Hòa Thượng dịch rằng cái câu số 4 này là Niết bàn. Lạc tối thượng, lạc ở đây không phải là lạc đường nha, mà lạc ở đây tức là sự an vui, lạc ở đây là sự an vui, sự hạnh phúc. Thì hạnh phúc hay là an lạc, cái điểm đỉnh của sự an lạc đó chính là Niết bàn. Vậy thì câu Phật ngôn 203 qua ý nghĩa của từ vựng, chúng ta thấy rằng hạnh phúc an lạc là Niết bàn, nhưng mà có chữ tối thượng nữa, thiếu chữ paramaṃ. Nibbānaṃ paramaṃ sukhaṃ, sự an lạc tối thượng là Niết bàn. Đó là cái mục đích, đó là cái mục tiêu của chúng ta trong sự tu tập. Rồi. Bây giờ câu Phật ngôn 203 ha. Quý vị thấy rằng qua ý nghĩa của từ vựng, đói ăn bệnh tối thượng, các hành khổ tối thượng, hiểu thực như thực là vậy. Niết bàn lạc tối thượng, đó là lối dịch của ngài Minh Châu ha. Còn lối dịch của ngài Giới Đức không biết chạy đâu rồi, quý vị chờ chút ha, để coi lại lối dịch của ngài Giới Đức. Tối trọng là bệnh đói ăn, kỳ vậy. Tối trọng là bệnh đói ăn, trầm kha là bệnh khắc hành rối ren, Niết bàn vô thượng vô phiền, hướng vui pháp vị thánh hiền đời nay. Ngài Giới Đức rất lớn ha. Tối trọng là bệnh đói ăn,
là bệnh các hành rối ren, niết bàn vô thượng vô phiền, hưởng vui pháp vị thánh hiền đời nay thôi. Ngài giải đức Phật rối qua rồi, nói dịch của ngài bên châu ngắn gọn: đói ăn bệnh tối thường, các hành khổ tối thường, hiểu như thực là vậy, niết bàn đặc tối thường. Ai năm chữ đi học như vậy chúng ta dễ tiếp thu hơn ha. Còn cái lối dịch của ngài và thượng giới đức thấy bay bướm quá. Rồi bây giờ sau khi đó là bệnh tôi thường, các hành là khổ, điều này đúng như thật, niết bàn là an lạc vô thượng. Rồi bây giờ thầy Nhi Tử Quân xong rồi ha. Bây giờ chúng ta đi vào từng câu một để tìm ra trường âm đoạn âm ha. Trường âm đoạn âm chứ không có trường âm dài nha, không có đoạn âm ngắn nha, mà tìm ra trường âm đoạn âm để giọng đọc của chúng ta được ổn định. Bây giờ chúng ta xin đọc trước: Chigaccha parama roga, Chigaccha parama roga, Chigaccha parama roga. Cái câu đầu tiên này quý vị thấy có được bao nhiêu âm từ, có được bao nhiêu âm từ? Chiếc mê ta hôm nay sao lẻ tay quá nhìn hè. Chiếc mê ta trở lên là số 8. Như vậy thì Chiếc Kim và Chiếc Nhật Quỳnh cũng cho biết cái câu này có 8 từ, thêm Chiếc Nguyên Như nữa. Anh ghen là rồi. Như vậy thì ủa, có nụ cười cho mình nè. Chí Chí là 1 này, Chí Khát là 2 này, Chí Cha là 3 này, Chí Ba là 4 này, Rá là 5 này, Ma là 6, Rô là 7, Ga là 8, chính xác. Trong 8 từ này, quý vị gom lại thử coi nó có tất cả là bao nhiêu đoạn âm. Đó, coi như bị lừa ra mặc mù hả. Rằng trong 8 từ này thì có bao nhiêu đoạn âm? Chị Kim lão táo, lão táo trả lời số 5. Ê, chỉ có 3 đoạn âm mà thôi. 3 là 1 này ha, chữ Chí là 1 này, chữ Ba là 2, chữ Ra là 3. Có 3 đoạn âm mà trả lời số 5. Từ với làm cái gì gấp quá vậy không biết. Rồi, đây đó, hãy đợi đây. Rồi, đã nằm tìm ra đoạn âm rồi ha. Bây giờ mới bắt đầu nè. Cái câu số 1 này có tất cả là bao nhiêu loại trường âm? Bao nhiêu loại trường âm? Chị Kim, chị Nhật Quỳnh, chị Meta, rồi chị Nguyên Như, Quỳnh Minh Tâm cũng nhận vô nè. Rồi chị Hạnh Dung nè, ồ cái này chắc dễ. Hỏi bao nhiêu trường âm, bao nhiêu loại trường âm thì quý vị nó có 2. Chính xác, ê, cũng chưa. Bây giờ phải đi vô để biết rằng nó có phải 2 loại trường âm không. Như vậy thì cái câu số 1 này trường âm thông thường được bao nhiêu? Trường âm thông thường được bao nhiêu? Wow, Chiếc Nhật Quỳnh lạ quá ha. 4, Chiếc Minh Tạo 4, Chiếc Kim 4, Quỳnh Minh Tâm 4, Chiếc Quyền Như 4, Chiếc Hạnh Dung cũng số 4 luôn. Cái chỗ số 3 dạ, cái số 4 luôn. Rồi 4 trường âm thông thường để đem gọi: Cha là 1, Ma là 2, Rô là 3, Ga là 4. Chính xác, ngu vô tay bà con. Đúng là 4 rồi ha. Rồi trường âm đọc theo giọng nguyên âm được bao nhiêu? Hay quá.
trường hợp đọc có 5 cái thì 3-4 cái hộp dịch con mình đã hứa bình phương mình được 5 đầu đó 5 cái nghĩa là 5 cái hộp dịch ha 5 là 5 cái hộp dịch. Làm gì mà có trường âm đọc theo giọng nguyên âm rồi lâu lâu cái nhào vô cái là đạo hư bình phương này cái là thầy chưa quá kha rồi câu này không có trường âm đọc theo giọng nguyên âm á không có trường âm thông thường chỉ có chữ cha nè ha chữ ma ha chữ rô chữ ga đó là 4 trường âm thông thường ha. Rồi bây giờ trường âm đặc thị giọng nguyên âm không có thì bây giờ còn lại là trường âm nhắn wow, sao chứ Nhật Quỳnh chơi kia này ăn vàng à chưa hỏi mà đã chán đi thế rồi làm thế này bà con bắt chước đúng hết làm sao đó thấy đỡ bình thường cũng đúng luôn rồi xà đồ xà chưa hỏi mà làm kiểu này thấy thôi Sĩ Khánh Dung ơi bây giờ Sĩ Khánh Dung coi như gom lại coi cho nó rõ ràng nha. Hồi nãy giờ tùm lum tà la hết cũng chưa có nắm bắt gì hết đây Sĩ Dung Nguyễn nó ngồi im ru thấy rối quá rồi ha Sĩ Dung Nguyễn ngồi im ru à thôi bây giờ Sĩ Hạnh Dung nè Sĩ Dung Hạnh Dung bây giờ coi như làm cho sáng tỏ câu số 1 này nè để cho Sĩ Dung Nguyễn cái nghe là thư thắng xong nhé rồi mời Sĩ Hạnh Dung rồi xà thu thấy bàn tay đẹp dạ Nam Mô Bất Thai giá Nam Mô Tham Ma giá Nam Mô Sang Khai giá dạ con kính lãnh lễ ngài Trí Đức con kính lãnh lễ Chư Tôn Đức Tăng hiện diện trong room kính lễ quý bà quý cô tu nữ dạ kính chào cô chú anh chị trong đạo tràng con xin phép được phân tích câu số 1 trong câu pháp của kinh số 203 Jigaccha Parama Roga Jigaccha cha paramagora roga dạ chí là đoạn âm gách là trường âm nhấn cha là trường âm thông thường para là đoạn âm ma là trường âm thông thường ro là trường âm thông thường ga là trường âm thông thường dạ trong câu này có hai loại trường âm là trường âm nhấn và trường âm thông thường trường âm nhấn là chữ gách trường âm thông thường là cha Maroga và còn lại là đoạn âm. Và con đã phân tích xong và nếu có sai xin sư sửa cho con. Con kính dâng mít lại cho sư. Alo, Sĩ Khánh Dung không còn gì để mà nói nữa. Sĩ Nhật Quỳnh nè, Sĩ Minh Ta nè, sáu cành hoa là tuyệt vời rồi. Phân tích như vậy thì còn gì để mà nói. Thay vì có gì tặng hoa thì quý vị vỗ tay nhé. Cũng chẳng thấy ai vỗ tay hết. Quá Sĩ Minh Như nè, bông ở đầu quá trời vậy nè. Bông ở đâu mà đi lượm bên mình lại quá một đống luôn. Anh toàn bông hồng không chắc Sĩ Nguyễn Như ở đâu cần chợ ha giàu hơn ở đâu cần chợ giờ này hút lẹ quá ơi xà thủ thì khánh dung ơi Sĩ Dung Nguyễn câu đầu tiên có nắm bắt được chưa có hiểu cái gì hay chưa thế nãy vậy em rượu không dám chạp lên gì hết. Alo, Sĩ Dung Nguyễn. Sĩ Hạnh Dung phân tích vậy, có ý kiến cái còi gì không? Dạ cái thôi ha, không có ý kiến gì hết nè. Rồi, chuẩn bị câu số 2. Không có ý kiến nè. Rồi, chuẩn bị câu số 2 ha. Câu số 2. Sankhara Paramadukha. Sankhara
ra pa ra ma dục kha sang kha ra pa ra ma dục kha. Câu số 2. À, câu này có bao nhiêu trường âm? Câu này có bao nhiêu trường âm? À, chị Kim lại quá ha. Nói 6 trường âm. Đúng, không biết có phải không à. À, bắt chước sĩ Kim đi. Ai bắt cứ trước theo sĩ Kim thì đúng. Chữ sân là 1, chữ kha là 2, chữ ra là 3, chữ ma là 4, chữ đúc là 5 và chữ kha là 6. Thì sao là đúng cái gì nữa? Nè, chữ Dung Nguyễn là 7, 6, mình thì cái lấy số 6 sao là đúng rồi. 6 trường âm. Trong 6 trường này nó nằm trong bao nhiêu loại trường âm? 6 trường âm này nằm trong bao nhiêu loại trường âm? À, nằm trong 2 loại trường âm. Vậy thì trường âm thông thường có được bao nhiêu? Trường âm thông thường có được bao nhiêu? À, ai cũng nói 4 hết ha. Phải không đó? Trường âm thông thường đó chính là chữ kha 1, ra là 2, ma là 3 và kha nữa là 4. À, chính xác, đó là 4 trường âm thông thường. Và trường âm nhẫn có bao nhiêu? Trường âm nhẫn có bao nhiêu? Rồi, có người bị hố rồi. À, rồi, Sích Dung Nguyễn ơi, Sích Dung Nguyễn ơi, tại sao nói 1, ai cũng nói 2, chắc chi cho lẹ vậy, từ từ có người ta rồi bất chước người ta chứ. Đấy, nghe, chứng tỏ là mình giỏi, chắc này cho sớm làm gì, chất quốc là thấy không, ai cũng nói 2, một mình Sích Dung Nguyễn nó có 1 thôi. Đưa tay lên, phân tích đi, chứ không mà nói bấm lộn, rồi nói mất trước, ai sao tôi vậy. Bây giờ đưa tay lên, phân tích câu số 2, để chứng tỏ rằng hiểu bài. Rồi, mời Sĩ Dung Nguyễn. Dạ, con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, ông Đức Phật, ông Lớp Giáo Pháp, ông Đức Chư Tăng. À, con kính đảnh lễ ngài chứ đó, con kính cha đạo tràng. Dạ, trong cái câu số 2, à, con xin phân tích lại câu số 2 ạ. Sang ta ra ba phép ma đúc kha, sang ta ra ba phép ma đúc kha, sang ta ra ba đúc kha. Alo, à, chị Dung Nguyễn chắc bữa này đi đâu không phải ở nhà, à, ở một chỗ, cho nên cái âm thanh à, và sự ồn ào nó khác mấy hôm trước. Bởi vì à, chú ý những hôm trước á, chị Dung Nguyễn mà khi mà lên đọc, à, lên phân tích hoặc là cầm micro thì có những con cu á, nó gái, à, nó cũng hùng phước nữa, nó hòa quyện vô, nghe âm thanh rất là hay.
Nhưng mà hôm nay thì nghe rột rẹt hình như là sức chung quán đi chỗ khác, chứ không phải là ở cái vị trí như hôm trước. À, rồi, kính lễ để Đức Pháp Trang vừa đến với Pháp Hội. Ông cụ là không à? Ông cụ à, nó giống như con bồ câu vậy. Nó giống như con bồ câu vậy. Cô gái nó giống như con bồ câu vậy. Nó không là cái loại là con của bồ câu. Chim gái đó, đúng rồi. Rồi bây giờ cả nhà thì dùng quyển không có nghe rõ gì hết. Ồn quá, rột rẹt. Rồi mời xin niệm từ câu số 2. Hồi nãy giờ cũng không thấy chát lên thế nào hết, ngủ im ru à. Người ta không lẽ là coi như là qua con phố biển hả? Phố biển mới vô sao từ từ. Bây giờ mời xin niệm từ trước đây, câu số 2 ha, xin niệm từ. Dạ. Nam mô Buddhaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Con kính đảnh lễ sư trí đức và con kính đảnh lễ sư Pháp Trang. Dạ, con kính chào đạo tràng. Cảm ơn sư Nhật Quỳnh, sư Nita và sư Kim. Con xin phân tích câu số 2. Sankhara Barama Dukkha. Sankhara Barama Dukkha. Dạ, sang là trường âm nhấn, khara là trường âm thông thường, bara là đoạn âm, ma là trường âm thông thường, duk là trường âm nhấn, kha là trường âm thông thường. Dạ, như vậy trong câu số 2 này có hai loại trường âm, không có trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Hai trường âm nhấn là sang và duk. Và bốn trường âm thông thường là kha, ra, ma, kha. Và hai đoạn âm là bá, rá. Và con đã phân tích xong. Con có sai thì xin Ngài sửa lại giùm con. Dạ, con xin dâng bích lại cho Ngài ạ. Nam mô Buddhaya. Sa thù, sa thù, xin niệm từ ha. Ngồi im không phải là không biết nhưng mà coi như bằng công việc là gì đó. Dạ, chát chót nhiều khi mà lên cầm micro là phân tích chính xác. Sa thù, xin niệm từ không còn gì để mà nói. Một số bông hoa bây giờ quá nhiều ha. Gọi xin Nhật Quỳnh, xin Meta, xin Khánh Dung, rồi xin Kim. Cũng quá nhiều là bông hoa ha. Xà thủ wow. Cái này sao móc thêm người ta đưa lên tùm lum cái chân như này, xin Nguyên Như. Rồi, câu số 1, câu số 2, sau khi phân tích xong thì cái giọng đọc của chúng ta sẽ liên lạc giữa hai câu này ha. Chí khá chà bá rộ mà rù gà sân khà ra bá rộ mà lúc khà. Chí khát cha bá rạ ma rô ga sân khà ra bá rạ ma đúc khà. Chí khát cha bá rạ ma rô ga sân khà ra bá rạ ma đúc khà. Rồi, trong hai câu này về trường âm, đoán âm, về giọng đọc, quý vị thấy có chỗ nào rắc rối? Có chỗ nào rắc rối, có chỗ nào không hiểu, học hỏi liền nha. Để nó qua cái là thấy vướng bận rồi chúng ta nó dồn ứ đi là khó học, tức là chỗ nào chúng ta thấy khó rắc rối là chúng ta cứ hỏi ngay ha. Học phải hỏi rồi mới hiểu rồi mới nhớ. Anh nhớ rồi khi đó chúng ta mới thực hành được. Rồi bây giờ câu số 3. Ê tăng nhất tòa yết tha phu tăng. Ê tăng nhất tòa yết tha phu tăng. Ê tăng nhất tòa yết tha phu tăng. Câu số 3 là một câu mà quý vị thấy trong câu này có tất cả là
bao nhiêu đoạn âm. Thì Kim nói hai Sích Mê Ta nói một, Sích Nhật Quỳnh nói một, Sích Nguyên Như nói một. Hỏi ta làm tôn trọng không mà cũng sai nữa. Gái cái gì mà gái, tôn trọng mà cũng chật lắc hả. Vậy mà cũng chát lên cho lệ, để cho bà con tưởng là mình giỏi được bắt chước theo cho gà bẫy người ta nữa ha. Sích Kim này Ê Tăng Nhất Toa Giáp Thà Phù Tăng, nghe cái giọng đọc như vậy mà dám chát lên số 2, sao có hai đoạn âm chỗ nào đó ha? Chỗ nào mà hai đoạn âm? Sích Mê Ta nè, Sích Nhật Quỳnh nè, Sích Nguyên Như nè, Sích Hạnh Dung nè, đúng. Đó, 4-5 người đúng, một mình sai mà còn nói gạt bẫy luôn hả, thiệt cái bà này. Rồi, chỉ có một đoạn âm thôi nha. Rồi bây giờ hỏi lại thế này cho nó dễ nè. Cái câu số 3 này có tất cả là bao nhiêu trường âm? Nó thấy rõ ràng chưa? Bảy trường âm thì còn là một đoạn âm gì nữa. Tiếng Việt mà còn viết sai nữa kìa, thế có chừng đạo hữu này coi nha, gạch đá chuẩn bị sẵn rồi, lạng hoàng là ném gạch đá đó nghe. Rồi bảy trường âm thì một đoạn âm, một câu có 8 từ, nhớ nha, một câu có 8 từ thì một đoạn âm thì còn lại là bảy trường âm. Mà trong bảy trường âm này á, nó nằm trong bao nhiêu loại trường âm? Nó nằm trong bao nhiêu loại trường âm? Ủa, sao câu số 1, câu số 2 nó có 2, mà cái câu số 3 nó có 3 loại trường âm hả? Chắc không đó, chắc không. Rồi, mình đi vô chi tiết ha. Trường âm đọc theo giọng nguyên âm có được bao nhiêu? Trường âm đọc theo giọng nguyên âm có được bao nhiêu? Có được 2. Ủa, sao anh đạo hữu cạo bàn phím mà sao cũng dám chát lên số ta? Thấy hai cái từ tăng tăng ha, hai từ tăng tăng tính gì đây? Thì nhìn vô là biết rằng có 2. Hàng ngày là trường âm đọc theo giọng nguyên âm có 2 ha. Rồi, chính xác 2 chữ tăng tăng. Rồi, trường âm thông thường có được bao nhiêu bà con? Trường âm thông thường có được bao nhiêu? Sích Mê Ta lẹ quá ha. Rồi, Sích Nhật Quỳnh, Sích Kim đều hữu cạo bằng phím này. Sao mà cạo được từ 4 trường âm mà thấy cũng hay á. Rồi, đều hữu Hoàng Dung nữa. Ôi, Sích Nguyên Như chậm như rùa. Rồi, có 4 trường âm đó là chữ E nè ha, chữ Toa, chữ Tha, chữ Phu, chính xác. Ồ, hay quá. Rồi, bây giờ còn cái nữa, đó chính là trường âm nhận được bao nhiêu đây? Trường âm nhận được bao nhiêu đây? 4 trường âm thông thường, 2 trường âm đọc theo dạng nguyên âm thì cùng 1 chứ còn gì nữa. Chính xác. Chính xác, 1 trường âm nhận. Chữ quyền là chữ gì? Nhau huyền. Một trường âm nhấn đó chính là chữ nhấp. Chữ nhấp là trường âm nhấn độc nhất. Như vậy thì câu số 3. Alo, câu số 3. Câu số 3, ai ngồi chơi xe nước? Mời cô tu nữ Tuệ Duyên ngồi làm quan tòa, ai sai chắc là cười, ai đúng thì vỗ tay. Cô tu nữ Tự Duyên ơi, phân tích câu số 3, tới đây cũng phải tham gia chứ, ai ngờ tới đây ngồi chơi xin nước đâu được. Rồi, chụp micro nè.
như này mới thiệt là khổ đế. Mời không chịu ơi, không chịu lên mà bỏ chạy luôn à, bỏ của chạy lấy người rồi. Cái câu này khó quá. Hay cô tu nữ tự nhiên hay ông té cái gì mà té thấy khó quá, cái lo nên cái chạy ra ngoài luôn à, bỏ của chạy lấy người à, chán thiệt cái bà này. À, chỗ nào dễ dễ cái là chụp micro lên là la lúa ông tròn, còn cái câu khó cái là cái bỏ chạy à, có người đỡ ha, đỡ đạn ha. Rồi mời Sĩ Dung Nguyễn. Dạ con kính định lệ này, con chào với cô tu nữ và con chào mấy cô đại tràng. Con ơi, con phân tích lại cái câu số 3 tại con thấy khó quá cho nên sai, thì anh xin sửa lại giùm con. Ê tăng nhà toa giá thá hú tăng, ê tăng nhà toa giá thá hú tăng, ê tăng nhà toa giá thá hú tăng. Dạ, trong cái câu này thì con thấy có e là trường âm thông thường, tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, nha là trường âm dạ, nha là trường âm nhấn, toa là trường dạ, toa là trường âm thông thường, gia là bản âm, tha là trường âm thông thường, hô là trường âm thông thường, và tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Và trong câu này có hai trường âm đọc theo giọng nguyên âm, có một đoạn âm và có một hai ba, dạ có bốn trường âm thông thường ạ. Dạ con à, còn cái có cái chữ mà nó có cái dấu ngã ở trên á, con không biết đọc bài sơ ạ. Dạ tập này con gửi nhắc lại thế này. Dạ, Nam Mô Bụt Tha Giá, Nam Mô Đạt, Nam Mô Sang Kha Giá. Con thành kính đảnh lễ Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Con kính đảnh lễ Ngài Trí Đức, Đại Đức Pháp Trang cùng Chư Tôn Đức Tăng. Kính chào quý bà, quý cô, tu nữ, kính chào quý Phật tử. Dạ, con xin sám hối. Hồi nãy Ngài kêu con lên để phân tích câu số 3 mà con bị té tại vì đường nét nó bị trục trặc. Cho nên là bây giờ con xin phân tích lại câu số 3. Cảm ơn Dương Nguyễn đã nghe rõ. Cảm ơn chị Nhất Ta. Cảm ơn Sức Kim, chị Nhật Quỳnh. Ê tăng nhất tòa giá tha phu tăng. Ê là trường âm thông thường, tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, nhất là trường âm nhấn, tòa là trường âm thông thường, giá là đoạn âm, tha là trường âm thông thường, phu là trường âm thông thường, tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Dạ con đã phân tích xong. Đoạn này có chữ hai chữ tăng tăng, đó là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Có một trường âm nhấn, đó là chữ nhóa, chữ nhá. Ê toa tha phu là trường âm thông thường. Dạ con đã phân tích xong. Không biết Ngài có nghe rõ không nữa, con xin xuống mic. Nếu có sai xin Ngài chỉ lại cho chúng con ạ.
Alo, 1, 2, 3. Đồng thì chị Dung Nguyễn phân tích thì bông hoa ít thua là cô tu nữ tuệ duyên ha. Nhưng mà bây giờ giữa hai người này á, bây giờ thêm người thứ ba nữa để làm trọng tài ha, để thấy chỗ nào đúng chỗ nào sai. Nhất là cô tu nữ duyên nè, cô Dung Nguyễn nè, hãy nghe lại để coi mình sai hay là đúng. Những cành hoa này là hoa thiệt hay hoa giả ha. Rồi, mời đạo hữu cào bàn phím ha. Nhưng mà gạch đá bỏ qua bên, đừng có đem theo ha. Ném lung tung là đụng u đầu người ta. Mời đạo hữu cào bàn phím. Bởi vì khi nãy giờ quý vị thấy đạo hữu cào bàn phím chát lên nhiều câu chiến đấu thiệt ha. Đúng chứ đâu phải sai. Rồi, đạo hữu cào bàn phím. Câu số 3, hai người phân tích rồi. Bây giờ đạo hữu cao bằng phím mà phân tích câu này nữa là coi như là để ai đúng ai sai thấy rõ ràng. Alo, đạo hữu cao bằng phím. Cái này cầm mic không được ha. Rồi, không, nhưng mà coi như tham gia như vậy là rất là hoàn hảo ha. Vì một lý do gì đó không cầm mic được, mic bị ướt rồi ha. Rồi, thôi như vậy nói người ta mic ướt thì chị Nguyên Như chắc là mic khô. Rồi, mà chị Nguyên Như câu số 3 này phân tích sao để cho tu nữ tề duyên rằng mình sai chỗ nào. Rồi, chị Nguyên Như xin mời. Nam mô Bích Thạc, Nam mô Tham Ma Dạ, Nam mô Sang Khai Dạ. Dạ, con xin một lần nữa chào Ngài Cải Trí Đức. Con xin kính đảnh lễ Sư Pháp Trang và con xin kính chào Đạo Tràng. Dạ, con bị gài rồi Ngài ơi. Chữ E Tăng Nhất Tòa Giá Tha Phù Tăng. Dạ, chữ E là trường âm thông thường. Chữ Tăng là trường âm nhấn. Chữ Nhất là... đâu, chữ e là trường âm thông thường, chữ tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, chữ nhát là trường âm nhấn, chữ toa là trường âm thông thường, chữ giá là đoạn âm, chữ tha là trường âm thông thường, chữ phu là trường âm thông thường, còn chữ tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Dạ con xin xuống ạ. Alo, sĩ Quyền Như lên làm trọng tài mà cái kiểu này là thấy khổ đế rồi ha. Chữ E là trường âm thông thường, chữ Tăng là trường âm nhấn, khổ chưa? Nhấn cái chỗ nào bà? Chữ Tắc mới là trường âm nhấn, còn chữ Tăng là đọc trường âm nhấn. Cái kiểu này coi như thử bà con, không được. Làm thiệt chứ không có thử. Quý vị thấy Sĩ Nguyên Như kinh tụng đọc rất là nhuần nhuyễn, rất là hay. Nhưng mà lên đây phân tích như vậy để coi thử bà con có thấy được cái chỗ sai không. Ai ngờ làm lẹ quá. Từ từ để coi cái sự phản ứng sao. Nhưng mà trở lại vấn đề ha, Sĩ Dung Nguyễn á, chữ này đọc là nhắc toa, chữ T này nó vừa bên này vừa bên kia ha, nó là một trường âm nhấn cho nên đọc nó là nhắc toa. Rồi chữ giá tha chứ không phải là gia ha, không có dấu thì đọc có dấu. Trong cái câu số 3 này chỉ có một chữ giá này, nó là đoạn âm, còn bao nhiêu là trường âm. Cho nên chữ này nhấn mạnh chữ giá này, mà nhấn mạnh chữ giá. Rồi nếu mà đọc là gia thì nó là trường âm thông thường rồi. Giá tha phu tăng, ba chữ sau là ba trường âm, còn chữ giá nó là đoạn âm thì chúng ta phải đọc nhanh gọn lẹ mau ha. Giá còn mấy chữ kia là toàn là trường âm hết. Ê tăng nhất tòa tha
phu tăng, à, tức là bảy cái trường âm, mà chỉ có một chữ giá này là đoạn âm, thì chúng ta tới đây, à, đọc tới chỗ này chúng ta phải đọc lẽ. Ê tăng nhất tòa giác hà phu tăng, ê tăng nhất tòa giác hà phu tăng. Chữ giá, à, quý vị hãy đọc lẽ không? À, nhà nước ngọc hay nhà nước lục? Ngọc với lục cũng là ở trong trong nước không. Đây có ba con đường nơi tự nhiên cũng rõ ràng chính xác, ha. Tại đường truyền xấu, đường truyền không được tốt, chứ không phải là cô tu nữ tự nhiên mà bao của dạy lên người. Câu này đâu khó đâu, phân tích chính xác, nhưng mà chỉ người ta nữa nghe có sao nói vậy đi. À, trên cái câu số 3 này nó quan trọng nè. Ê tăng nhất tòa giác hà phu tăng, hiểu biết cái điều này đúng như thật, à, đúng như thật, có nghĩa là có sao nó vậy, chứ không có chữ tăng mà đọc bây giờ trường âm nhắn nha, mà chữ tăng nó là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, thì phải nói rằng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. À, hiểu biết điều này đúng như sự thật, à, tức là sao thì mình phải nguyên gì, à, không có thêm không có bớt, à, đó là ý nghĩa câu số 3. Rồi còn câu cuối cùng, câu số 4. Nếp ba năng ba rạm băng su khăn, nếp ba năng ba rạm băng su khăn, nếp ba năng ba rạm băng su khăn. Câu này không mời thì chắc tại sao mà vô đây là khi dễ, không có ngón ngàn gì tới. À, thôi mời sư phụ biển câu số 4. Alo, sư phụ biển có chút máy không? Rồi câu số 4 làm sao coi cho được thì làm. Dạ con kính đảnh lễ ơn Đức Phật, ơn Đức Pháp, ơn Đức Tăng. Con kính đảnh lễ Ngài Đại Đức Công Lễ Sư Phụ Pháp Trang cùng chư Tăng trong đạo tràng. Con kính lễ cô tu nữ Tề Duyên và con kính chào đạo tràng. Con xin phân tích câu số 4. Nếp ba năng ba ra măng su khăn, nếp ba năng ba ra, nếp ba năng ba ra măng su khăn. Dạ, nếp là trường âm nhắn, ba là trường âm thông thường, năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, bá là đoạn âm, rá là đoạn âm, măng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, su là đoạn âm, khăn là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Thì câu số 4 này, trường âm là có đủ 3 loại: trường âm nhấn, trường âm thông thường và trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Trường âm nhấn là nếp, còn trường âm thông thường là 3. Trường âm đọc theo giọng nguyên âm là năng, măng và khăn. Còn đoạn âm là có 3, là bá và rá và sú. Dạ con đã phân tích xong rồi, có chỗ nào sai xin Ngài sửa cho con ạ. À, dạ con xin xuống mic. À, sa tu sư cô biển. À, khi mà lên phân tích câu này á, không biết quý vị nghĩ sao chứ, nhưng mà đây sư cô biển mà lên cầm micro là thấy, à, thấy ho hen đồ này kia, chứng tỏ là sức khỏe được tốt phải không? À, nhưng mà khi mà cái chắc chắn rồi thì chẳng thấy một tiếng ho nào hết. À, quý vị không biết nghĩ sao.
khi lên cầm micro là thấy hò chứng tỏ là coi như là có cái gì bà con tha thứ dục ha. Tức bệnh thiệt hả? Quá ta xin lỗi. Rồi bây giờ hỏi Sik Dung Vén nè, Sik Phố Biển nè, ở Quy Nhơn nè, với Nha Trang gần nhau ha. Sik Phố Biển phân tích như vậy sát bên thì Sik Dung Vén nghe rõ không, mà có hiểu được cái câu số 4 này, bây giờ lên phân tích cái giống như Sik Phố Biển được không ha? Sik Dung Vén bây giờ lên phân tích coi như có giống được như Sik Phố Biển. Người ta bệnh mà người ta phân tích hay vậy, mình không bệnh phân tích mà chắc là thấy dở ạ. Rồi xin mời. Dạ con bạch ngài, con xin phân tích lại con sau muốn ạ. Nipa năng bá ra măng xúc khăn, Nipa năng bá ra măng xúc khăn, Nipa măng bá ra măng xúc khăn. Nick là trường âm nhấn, ba là trường âm thông thường, năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, bá giá là bản âm, măng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, xúc là trường âm, xúc là tại vì con đang phân vân đó là trường âm nhấn. xúc là tại vì con thấy có hai cái phụ âm ở phía sau chữ u ấy, cho nên con đang phân vân với chữ xúc có phải là trường âm nhấn không ạ. Thăng là đọc theo giọng nguyên âm. Và như vậy trong cái câu này thì nó có là có ba trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Có một trường âm đọc theo giọng một trường âm thông thường và có hai trường âm nhấn ạ. Con đang phân vân có một từ cho nên là có thể là con sai. Con xin bạch ngài để sửa lại cho con ạ. Con xin gửi mất lại cho ngài. Alo, Sĩ Dung Nguyễn. Cái hãy tự tin lên chính mình đi. Tại sao mà thấy đạo hữu cào bằng phím ném gạch đá, đi lượm gạch đá người ta làm gì? Lượm gạch đá của người ta làm gì? Người ta chát lên vô đó rồi phân đồng. Cái chữ xú khăn chứ không phải là xúc. Chữ xú khăn như vậy thì bây giờ là nghĩa là thấy đầu hữu cào bằng phím chát lên như vậy, cái là gây đập theo là bị phân tâm liền ha. Trong khi á quý vị ha, nghe cái giọng đọc rồi quý vị nhận định cái giọng đọc đó nó có cái gì, trường âm đoán âm thế nào, thì bây giờ mình phải tự tin chính mình chứ. Thấy người ta ném gạch đá cái đi lượm làm gì vậy hả? Chữ số khăn chứ không phải là chữ xúc. Số khăn chúng ta đã học cái từ này rất là nhiều, sự an vui, sự an lạc cho nên làm gì đâu mà mình đọc là xúc khăn hả? Nếu mà đọc xúc khăn thì không có ý nghĩa, nó xúc khá, xú khăn, xú khô, xú kha là sự ăn. Thì bây giờ chỉ có một từ đó làm phân tâm thôi, còn bao nhiêu cũng đúng hết. Mà hồi nãy Sik Phố Biển đã phân tích như vậy rồi thì bây giờ ta như cứ thế mà làm, người ta đã tặng hoa quá trời rồi, tại sao mình không thấy những cành hoa đẹp
mà mình hưởng ứng thấy bên kia ném gạch đá tùm lum vậy mà chạy lượm chi vậy hả? Trời đất ơi, chuyện người ta kể người ta, mình mới thấy những cái hay, cái đẹp, những cái gì đúng là mình tiếp thu ha. Rồi sử dụng ăn bị hố nha. Rồi trả lời vấn đề câu số 4. Nếp bà nằng pa rạp măng su khăn. Chữ su này chứ không phải là súc nè. Nếp bà nằng pa rạp măng su khăn. Nếp là trường âm nhấn. Ba là trường âm thông thường. Năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Một cái từ nếp ba năng nó có đầy đủ ba loại trường âm trong đó ha. Para măng, para là hai đoạn âm, măng là một trường âm đọc theo giọng nguyên âm, su là đoạn âm, khăn là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Cái này chúng tôi đọc lại theo chiếc phô biển ha. À, quý vị ha. À, nghĩa là cả vậy quý vị đã nắm vững. Và khi sĩ phổ biển đọc như vậy thì những cành hoa tươi thắm tặng sĩ phổ biển thì chứng tỏ sĩ phổ biển đã đúng. Nhưng mà cái câu chat của đạo hữu cạo bằng phím là thay làm cho sĩ Dung Nguyễn bị phân rồi. Cố lên ha. Rồi như vậy thì câu số 3, câu số 4 sau khi phân tích xong, giọng đọc của chúng ta sẽ liên lạc với nhau ha. Ê tăng nhất tòa nhất thà phù tăng nếp ba năng ba rã măng su khăn. Ê tăng nhất tòa nhất thà phù tăng nếp ba năng ba rã măng su khăn. Ê tăng nhất tòa nhất thà phù tăng nếp ba năng ba rã măng su khăn. Rồi như vậy thì câu số 3, câu số 4 còn có gì thắc mắc không? Nghe là cái chát lên để cho người ta hú cái là thấy đạo hữu cào bằng phím hay cười, thấy cười sung sướng ha. Người ta sụp bẫy cái là mừng lắm ha. Rồi như vậy là không có gì thắc mắc ha. Bây giờ đọc lại từ trên xuống dưới ha. Quý vị nhớ một câu kệ thế này chúng ta chia ra làm hai để cái dòng đọc của chúng ta bảo tồn hơi sức có lực. Chi khát cha pa ra ma ru ga san ka ra pa ra ma đúc kha. Tới dư kha này chúng ta nghĩ ha. Ê tăng nhất tòa nhất thà phù tăng nếp ba năng pa ra măng su khăn. Đọc lại ha. Chi khát cha pa ra ma ru ga san ka ra pa ra ma đúc kha. Ê tăng nhất tòa nhất thà phù tăng nếp ba năng pa ra măng su khăn. Chi khát cha pa ra ma ru ga san ka ra pa ra ma đúc kha. Ê tăng nhất tòa nhất thà phù tăng nếp ba năng pa ra măng su khăn. Đói ăn bệnh tối thượng, các hành khổ tối thượng, hiểu như thực là vậy, niết bàn lạc tối thượng. Rồi xin mời bạn thầy của quý vị. Rồi Sĩ Kim là người đầu tiên ha. Thấy không có thì Sĩ Ca Su Khá Đúc Khá rồi cái là thấy đưa tay mạnh dạn lắm ha. Dạ con xin đọc kinh Pháp Cú câu 203. Dạ cảm ơn cô Mita cho tín hiệu. Dạ con đọc ạ. Con đọc cho xong con. Tại sư ơi việc làm nó phải chờ nữa. Chí khắc cha parama roga sankhara parama dukkha e tăng nhắc tòa yatha bù tăng
Niếp bà nằng phá ra mằng su khăng. Chí khắc gà phá ra mà rồ gà. Sàng khà ra phá ra mà đúc khà. Ê tăng nhắc tòa giác khà bù tăng. Niếp bà nằng phá ra mằng su khăng. Chí khắc gà phá ra mà rồ gà. Sàng khà ra phá ra mà đúc khà. Ê tăng nhắc tòa. Giác thà bù tăng, nếp bà nặng phá ra mặn xuất khăn. Đói ăn, bệnh tối thượng, các hành khổ tối thượng. Hiểu như thật là vậy, niết bàn lạc tối thượng. Đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Con có sai, xin sư sửa lại. Dạ cho con chút thì với con chỉ cô Dung Nguyễn á. Lúc con mới vô, con cũng bị trục chặt về cái hai cái phụ âm á, là giống như chữ xú khăn đó, cổ cứ tưởng xú là hai cái phụ âm á, là trường âm nhắn. Cô ơi, những cái chữ nào mà nó có chữ hát trong đó đó thì thường á là có nhiều cái nó không tính cái chữ hát đó, thành ra lúc mà tôi đánh lên cô thấy không, mấy cái chữ mà ca hát rồi tê hát rồi ghê hát cái gì vậy đó, hồi nãy tôi đánh đó thì nó không có kể chữ hát, nó kể có một chữ thôi là một phụ âm thôi. Nhưng mà có những chữ mà cô phải coi chừng á, là nó cũng có chữ hát trong đó nhưng mà nó tính là hai phụ âm, như là chữ MH, L, M, rồi cái N có dấu ngã trên nó có chữ hát, rồi chữ VH, chữ HM thì nó phải tính là hai phụ âm, thì lúc đó cô mới tính là hai, thì nó là hai phụ âm thì cô phải tính nó là trường âm nhắn ha. Còn cô nhớ là lúc mà cái chữ mà nó có dấu thì cô như là dấu nguyền thì cô đọc là không có dấu. Nhưng mà cái chữ nó không có dấu thì cô phải bỏ dấu, thường là bỏ dấu sắc hay dấu nguyền, như sư Chí Đức đó, cô để ý sư đọc á, như là chữ khắc cha phá rà ma thì sư đọc cho nó lên xuống cho nó chậm á, thì sư bỏ dấu sắc chữ phá và sư bỏ dấu nguyền cho chữ rà, và chữ mà đó là sư đọc là chữ ma. Nhưng mà nếu mình mới học á thì mình bỏ hết dấu sắc luôn đi, để cho nó dễ nhớ đó, là lúc đó lúc mà cô đọc thông thuộc á, cô muốn bỏ một dấu sắc mỗi dấu nguyện, một dấu sắc mỗi dấu nguyện ở chân âm nó lên trầm bổng thì được. Nhưng mà cô nhớ là cái trường âm nhắn đó, thì nó tính là nó tính là hai phụ âm. Nếu mà nó chữ MH, LM, N có dấu ngã, H rồi VH, VVV đó, rồi chữ HM thì nó tính là hai phụ âm ha, thì lúc đó mới là gọi là trường âm nhắn. Để hồi tôi đánh lên cho cô nhớ nha. Dạ xin cảm ơn đạo tràng đó nha, xin trả máy rồi ạ. Alo, alo, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Không biết đạo tràng có nghe rõ hay không mà. Dạ, cảm ơn chị Nhật Quỳnh. Cảm ơn chị Nước Ta. Anh Dung đã cho biết nghe rõ. Dạ, để không mất thời gian, tự nhiên cũng tranh thủ để đọc bài. Một lần nữa con thành kính đảnh lễ Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Con lễ Ngài Trí Đức Đại Đức Pháp Can cùng Chư Tôn Đức Tăng, và kính lễ với bà quý cô tu nữ, và kính chào tất cả quý Phật tử. Và con xin đọc Kinh Pháp Cú số 203. Chi gách cha parama ro ga sankhara parama dukkha e tăng nhất tòa nhất tha phù tăng nhất và năng paramang xuất khẳng. Chi gạch cha parama ro ga sankhara parama dukkha e tăng nhất tòa nhất tha phù tăng đi bàn mang xuất khẳng. Chi gạch cha parama ro ga sankhara parama dukkha e tăng nhất tòa nhất tha phù tăng đi bàn năng paramang xuất khẳng. Đói ăn, bệnh tối thượng, các hành khổ tối thượng, hiểu như thật là vậy, nhất bàn lạc tối thượng.
Phổ thơ này của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Hết rồi hả Nhật Bình? Bây giờ mình xin xuống mic để Nam mô Bụt Thầy giá. Dạ, đạo tràng có nghe được âm thanh của con không ạ? Dạ, con cảm ơn cô Phạm Vượng, con cảm ơn cô Mita. Dạ, xin cho con trả bài câu pháp cú số 203. Chikaccha barama roga sankhara barama dukkha etang nhat tòa giá thà phù tăng nip bà nằng barama su khằng. Chà bá rá mà rô gà sân khà rà bá rá mà đúc khà ê tăng nhắc tòa giá thà phù tăng nít bà nằng bá rá mặn xú khăn. Chí khách chà bá rá mà rô gà sân khà rà bá rá mà đúc khà ê tăng nhắc tòa giá thà phù tăng nít bà nằng bá rá mặn xú khăn. Đói ăn, bệnh tối thượng, các hành, khổ tối thượng, hiểu như thực là vậy, niết bàn, lạc tối thượng. Đây là bản dịch Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ, con xin dâng mít lại cho đạo tràng ạ. Nam mô Phật Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Khai Giá. Tôi tranh thủ lên đọc tại Phật tử họ đem đoạn sáng cho họ đang chờ. Và xin tranh thủ đọc câu pháp cú số 203. Nam mô Phật Thầy Giá. Trước tiên chúng con xin thành kính đảnh lễ ân đức ba ngôi tam bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Chúng con thành kính đảnh lễ ngày Chư Đức cùng Chư Tôn Đức Tăng đang hiện diện trong đạo tràng. Và thân chào quý tu nữ và toàn thể chư Phật tử. Giờ đây chúng con xin được phép đọc câu pháp cú số 203. Chikaccha parama roga sankhara parama dukkha etang nyato yatha putang nippanang paramang sukhang. Chikaccha parama roga sankhara parama dukkha etang nyato yatha putang nippanang paramang sukhang. Chirachara maro ra sankhara parama dukkha etang nyato yatha putang nippa nang paramang sukhang. Đói ăn bệnh tối thượng, các hành khổ tối thượng, hiểu như thật là vậy, niết bàn là tối thượng. Và bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu: tối trọng là bệnh đói ăn, trầm kha là bệnh các hành gối ren, niết bàn vô thượng, vô phiền, hưởng vui pháp vị thánh hiền đời nay. Và bản dịch của Hòa Thượng Duy Đức. Và bây giờ chúng tôi đã đọc xong, bây giờ rồi xin mời quý vị tiếp tục đọc câu pháp cú số 203. Và bây giờ đã thấy bàn tay của Sít Mít Ta, xin mời Sít Mít Ta. Nam mô Phật Thầy Giá. Nam mô Phật Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sàng Khả Giá. Con kính lễ Ngài Trí Đức, con kính lễ Đại Đức cùng Chư Tôn Đức Tăng. Con kính lễ cô tu nữ Tệ Duyên. Con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ, con trả bài câu pháp cú 203. Ramuga Sankhara Bá ra mà đúc khà ê tăng nhắc tòa giá tha phù tăng nếp bà năng bá ra măng xú khăn. Chí gắt cha bá ra mà rô gà săn khà rá ra đúc khà ê tăng nhắc tòa giá tha phù tăng nếp bà năng bá ra măng xú khăn.
Chí gắt chà bá ra mà rô gà Săng khà ra bá ra mà đúc khà Ê tăng nhát tòa giá tha phù tăng Níp ba năng bá ra măng su khăn Đói ăn bệnh tối thượng Các hành khổ tối thượng Tú như thực là vậy Niết bàn là tối thượng Đây là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu Tối trọng là bệnh đói ăn Trầm kha là bệnh các hành rối ren Niết bàn vô thượng, vô phiền Hưởng vui pháp vị, thánh hiền đời nay Đó là bản dịch của Hòa Thượng Giới Đức Dạ con xin trả máy lại cho Đạo Tràng ạ Dạ, Nam Mô Bố Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Kha Giá, con kính đảnh lễ Chư Tôn Đức Tăng, con kính đảnh lễ Sư Trí Đức, dạ, con kính đảnh lễ Sư Pháp Trang, con kính lễ quý cô tu nữ, dạ, con kính lễ đảnh lễ cô tự nhiên, dạ, con kính chào Đạo Tràng, dạ, con xin trả bài câu Pháp Cú số 203. Chí gắt cha bá ra ma rô ga Săng kha ra bá ra ma đúc kha Ê tăng nha tô giá tha phù tăng Nít bà năng bá ra măng su khăn Chí gắt cha bá ra ma rô ga Săng kha ra bá ra ma đúc kha Ê tăng nha tô giá tha phù tăng Nít bà năng bá ra măng su khăn Chí gắt cha bá ra ma rô ga Săng kha ra bá ra ma đúc kha Ê tăng nhát tòa giá tha Phù tăng níp bà năng bá ra măng su khăn Dạ con xin đọc bản chữ Việt của Hòa Thượng Thích Minh Châu Ăn bệnh tối thượng Các hành khổ tối thượng Hiểu như thực là vậy Niết bàn lạc tối thượng Chí gắt cha bá ra ma rô ga Săng kha ra bá ra ma đúc kha Ê tăng nhá tùa giá tha Phù tăng níp bà năng bá ra măng su khăn Con xin đọc bản tiếng Việt của Hòa Thượng Giới Đức Tối trọng là bệnh đối ăn Trâm kha là bệnh các hành rối ren Niết bàn vô thượng vô phiền Hưởng vui pháp vị thánh hiền đời nay Dạ, con đã đọc xong, con có đọc sai, xin Ngài sửa lời dùm con. Dạ, xin dâng mít lại cho hạnh dung ạ. Dạ, Nam Mô Bố Tha Giá. Nam Mô Bố Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Săng Kha Giá. Dạ, con đến kính đảnh lễ Ngài Tri Đức, con kính đảnh lễ Đại Đức Pháp Trang. Kính lễ tự tự duyên và kính chào toàn thể đạo tràng. Con xin phép đọc câu Pháp Cú Kinh số 203. Cảm ơn cô Nhật Quỳnh đã post bài. Chí gách cha parama roga sankara parama dukkha e tăng nhát tòa giá tha phu tăng nip bà năng paramang su khăn. Chí gắt cha bá ra ma rô ga Săng kha ra bá ra ma đúc kha Ê tăng nhát tòa giá tha phù tăng níp bà năng bá ra măng su khăn Đói ăn bệnh tối thượng Các hành khổ tối thượng Hiểu như thật là vậy Niết bàn lạc tối thượng Đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu Chí gắt cha parama roga sankhara parama dukkha e tăng nhát tòa giá tha phù tăng níp bà năng paramang su khăn tối thượng là bệnh đói ăn trầm kha là bệnh các hành rối ren niết bàn vô thượng vô phiền hưởng vui pháp vị thánh hiền đời nay giờ đó là bản dịch của Hòa Thượng Giới Đức Dạ con đã đọc xong mà giờ con xin trả mic lại cho đạo tràng.
Dạ, con kính định lễ Ngài Trí Đức và Ngài Pháp Trang. Con kính chào cô tu nữ Tự Duyên. Con kính chào đạo tràng. Dạ, do là con, quý cô cũng biết là con đọc cũng yếu, cho nên là thôi con cũng mạnh dạn xung phong đọc. Có gì xin Ngài sửa cái âm đọc cho con cho nó chuẩn hơn. Dạ, con xin phép đọc câu Pháp Cú 203. Chí giác cha bá ra ma no go ra sang kha ra bá ra ma đúc ra e tăng nắp toa giá tha bú tăng nít ba măng bá ra măng số khăn. Chí giác cha bá ra ma ga ro ga sát sang kha ra bá ra ma đúc ra e tăng nắp giá toa giá tha bú tăng Nippanang Paramang Sukhang Chiyatcha Paramaroga Sankhara Paramadukha Etang Nhap Tòa Giá Tha Bút Tăng Nippanang Paramang Sukhang Sukhang. Đói ăn bệnh tối thượng, các hành khổ tối thượng, hiểu như thật là vậy, Niết Bàn là tối thượng. Bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Chí giác cha ra bá ra ma chô ra sang kha ra bá ra ma tú khăn đúc kha ế tăng nhấp tòa giá tha bú tăng nít ba năng bá ra măng xú khăn. Tối thượng là đồ ăn, trầm kha là bệnh các hành rối ren, Niết Bàn vô thượng vô phiền, hưởng vui phát vị thánh hiền đời nay. Và bản dịch của Hòa Thượng Giới Lớp. Và con xin gửi mít lại cho đạo tràng. Rồi, bài này giọng kinh đọc rồi. Bây giờ qua ha. Một câu tám tự. Chúng ta chia ra làm hai. Và chính như vậy thì cái giọng kệ nó dễ hơn là giọng kinh. Bây giờ chúng ta đọc trước ha, quý vị chú ý ha. Trước khi là ôn lại giọng kinh, rồi khi đó chúng ta qua giọng kệ.
Chikhacha parama roga sankhara parama dukkha etang nyattva bhutang nibbanang paramang sukhang. Quý vị nghe rõ ha. Chikhacha parama roga sankhara parama dukkha ê tăng nhà toa gia tha phu tăng đề ba năng ba ra măng su khăn chi kha cha ba ra ma ro ga sang kha ra ba ra măng đục kha ê tăng nhà toa gia tha phu tăng đề ba năng ba ra măng su khăn Chikhacha bhāramaroga saṅkhāra bhārama dukkha etaṁ yattvaṁ yathā bhūtaṁ nibbānaṁ bhārama sukhaṁ. Bây giờ chúng ta đang ở chùa Đầu Quang và thượng tọa Chánh Kiến thêm một dòng kệ nữa để quý vị coi như thưởng thức và muốn áp dụng theo Chánh Kiến thì rất là hay, xin mời quý vị chú ý ha. Chikhacha bhārama roga saṅkhāra bhārama dukkha etaṁ yattvā yathā bhūtaṁ nibbānaṁ bhāramaṁ sukhaṁ. Rồi, quý vị nghe rõ, trời ơi, Xích Nguyên Như sa thú tôi đưa tay lên, lại lên chứ không lạc giọng á. Rồi, mời Xích Nguyên Như. Nam mô Bố Thầy Giá. Dạ có tới hai vị ngâm luận để con ráng theo ạ. Chikhacha bhārama roga saṅkhāra bhārama dukkha etaṁ yattvā yathā bhūtaṁ nibbānaṁ bhāramaṁ sukhaṁ. Chikhacha bhārama roga saṅkhāra bhārama dukkha etaṁ yattvā yathā bhūtaṁ nibbānaṁ bhāramaṁ sukhaṁ. Chikhacha bhārama roga saṅkhāra bhārama dukkha etaṁ yattvā yathā bhūtaṁ nibbānaṁ bhāramaṁ sukhaṁ. Dạ con xin nhường vị kế tiếp ạ. Nam mô Bụt Thaya, Nam mô Thammaya, Nam mô Sankhaya. Và một lần nữa con kính đảnh lễ Ngài Trí Đức, Đại Đức Pháp Trang. Kính lễ cô tu nữ Tự Duyên và kính chào đạo tràng. Con xin phép kệ câu kinh Pháp Cú số 203. Chikhacha bhārama roga saṅkhāra bhārama dukkha etaṁ yattvā yathā bhūtaṁ nibbānaṁ bhārama sukhaṁ. Chikhacha bhārama roga saṅkhāra bhārama dukkha etaṁ yattvā yathā bhūtaṁ nibbānaṁ bhārama sukhaṁ.
đối ăn bệnh tối thượng, các hành khổ tối thượng, hiểu như thực là vậy, niết bàn lạc tối thượng. Và đó là phổ thư của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Và con đã kể xong, và con kính trả mít lại cho đạo tràng. Dạ, Nam Mô Bụt Đa Dạ, Nam Mô Tham Ma Dạ, Nam Mô Sân Khai Dạ. Một lần nữa con thành kính đảnh lễ Đức Phật Giáo Pháp và Tư Tâm. Con kính đảnh lễ Ngài Trí Đức Đại Đức Pháp Trang cùng Chư Tôn Đức Tăng. Kính lễ với ba mươi cô tu nữ và kính chào tất cả quý Phật tử. Dạ, nãy giờ con bận chạy ra ngoài, mới chạy vừa mệt quá không biết để con nổi nữa. Chí gác cha ba mạc ra, thấy không? Đạt rồi. Chí gác cha ba rô gà sẵn khá ra ba ra ma đúc khà ê tăng nhà toa nhà tha phu tăng niệm ba năng ba ra măng su khăn chi gác cha ba ra ma đô gà sang kha ra ba ra ma đục kha tăng nhà toa nhà tha phu thành niệm ba năng ba ra măng su khăn. Đói ăn bệnh tối thượng, các hành khổ tối thượng, hiểu như thực là vậy, niết bàn lạc tối thượng. Chí gác cha ba ra ma đô ga sang kha ra ba ra ma đục kha ê tăng nhà toa nhà tha phu tăng niệm ba năng ba ra mặn su khăn. Tối trọng là bệnh đói ăn, trầm kha là bệnh các hành đói ghen, niết bàn vô thượng vô phiền, hưởng vui pháp vị thánh hiền đời nay. Dạ, phổ thơ này của Hòa Thượng Giới Đức. Dạ, con hơi mệt cho nên là thiếu hơi vì ở bên ngoài mới chạy được. Dạ, cảm ơn Hồng Nhung, cảm ơn chị Mita. Dạ, bây giờ thì Yên xin xuống mất ạ. Dạ, sa thú, kính cảm ơn cô Tự Duyên. Nam Mô Bụt Đa Dạ. Dạ, một lần nữa con thành kính đảnh lễ Ngài Trí Đức Đại Đức Pháp Trang cùng Chư Tôn Đức hiện diện trong nhau trà như quỳnh. Dạ, cảm ơn chị Metta, cô Tự Duyên cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Nam Mô Bụt Đa Dạ. Dạ, con xin được đọc và cậy tin luôn. Dạ, nãy giờ con thú thật với quý ngài và đạo tràng là con chỉ chát bài lên thôi mà con mắc nói chuyện điện thoại. Dạ, nên con không có cầm mic được. Thú thật cho nó rõ ràng để khỏi cái mất công mình có sự dối. Dạ, bây giờ thì con xin đọc trước khi con cậy ạ. Nam Mô Bụt Đa Dạ. Chigacha barama roga sankhara barama dukkha e tang nyatta yatha phu tang nibbanang barmang sukhang. Chigacha barama roga sankhara barama dukkha e tang nyatta yatha phu tang nibbanang barmang sukhang.
Chikacha Barama Roga Sankara Barama Dukkha Etang Nyatta Yatha Phutang Nibbanang Baramang Sukang. Đói ăn bệnh tối thượng, các hành khổ tối thượng, hiểu như thật là vậy, niết bàn tối thượng. Và đây là bản chuyển ngữ của Ngài Hòa Thượng Minh Châu. Chỉ ga cha ba ra ma ro ga san kha ba ra ma đục san kha ra ba ma đục kha ê tặng nhát to và tha phu tăng nếp ba năng ba ra mặn su khăn ê cha ba ra ê cha Gacha ba ra ma ro ga san kha ra ba ra ma duk kha e tăng nhat to và tha phu tăng nip ba năng ba ra mang su khăn e cha ba Gacha ba ra ma ro ga san nha ra ba ra ma duk kha e tăng nhat to và tha phu tăng nip ba năng ba ra mang su khăn. Tối trọng là bệnh đói ăn, trọng kha là bệnh các hành rỗi ren, niết bàn vô thượng vô phiền, hưởng quy pháp vị thánh hiền đời nay. Và đây là bản khổ thơ của Hòa Thượng Giới Đức. Con thành kính đảnh lễ tri ân chư tôn đức, Nhật Quỳnh kính cảm ơn đạo tràng. Dạ, nếu con đọc bài có sai, Ngài chỉ dạy cho con sửa. Nam mô Bụt Tha. Dạ, dạ, bây giờ chị Metta kể chưa? Chị Metta và đạo tràng còn vị nào chưa kể, chưa đọc bài thì Nhật Quỳnh kính mời bằng tay ạ. Nam mô Bụt Tha. Dạ, dạ, con xin sám hối, con bớt bài nhưng mà cái tâm không có trụ trong máy. Dạ, cảm ơn Dung Nguyễn, mời Dung Nguyễn nha. Dạ, con một lần nữa kính định lễ Ngài Chí Đức và Ngài Pháp Cha. Con kính chào cô tu nữ Thầy Duyên và con kính chào các cô trong đạo tràng. Con xin kể câu Pháp Cú 203. Chi cha ba ra ma ro ga san kha ra ba ra ma ro ga e tan nya ta ya ta bu tang ni pa mang pa ra mang su tang chi ya chi ya cha ba ra ma ro ga Sankhara parama dukkha etang natta jatha bhutam nibbamang paramang sukham jiyaccha parama rogha Sankhara parama dukkha etang natta Ja ta bu tang nipa mang ba ra mang su tang. Đói ăn bệnh tối thượng, các hành khổ tối thượng, hiểu như thực là vậy, niết bàn là tối thượng. Bản dịch của Hòa Thích Minh Châu. Chi ga cha ra ra ma ru ga sankhara pa ra ma du ga ê tăng nhập ta gia tha bù tăng nít ba mang ba ra mang su khăn. Tối trọng là bệnh đói ăn, trầm kha là bệnh các hành đối ren, niết bàn vô thượng vô phiền, hưởng vui pháp vị thánh hiền đời nay. Và bản dịch của Hòa Thượng Giới Đất. Và con xin gửi mít lại cho đại tràng ạ.
Nam Mô Bụt Thầy Dạ. Dạ, có lẽ là đạo tràng hết người đưa tay rồi. Con xin thay mặt đạo tràng thành kính. Dạ, còn 15 phút. Dạ, con thành kính đảnh lễ cung kính Ngài Trí Đức. À, trở lại đạo tràng ạ. Nam Mô Bụt Thầy Dạ. Và một lần nữa con xin thay mặt đạo tràng thành kính đảnh lễ cung thỉnh Ngài Trí Đức ạ. Dạ, Ngài có nghe được âm thanh của con không? Bạch Ngài cho con xin một tín hiệu ạ. Vậy là Ngài không có trước máy rồi. Dạ, đạo tràng còn nghe được âm thanh Nhật Bình không ạ? Alo, 123123 à, đường truyền của Sư Nhục Quỳnh à, cũng trục trặc kỹ thuật ha. Rồi, như vậy quý vị nghe rõ. Dòng kinh cũng đọc xong, dòng kệ cũng xong. Bây giờ chúng ta nghe duyên sự ha. Rồi, chúng ta lấy cái câu Phật ngôn này làm đề tài để thảo luận ngày hôm nay. Chikacha parama roga sankhara parama dukkha etang yattva yatha bhutam nibbanam paramam sukham chikacha parama roga sankhara parama dukkha etang yattva yatha bhutam nibbanam paramam sukham. Đói ăn bệnh tối thượng, các hành khổ tối thượng, hiểu như thực là vậy, niết bàn là tối thượng. Bây giờ chúng ta nghe duyên sự câu Phật ngôn này. À, khi Đức Phật ngự ở tại thành Alakwi, và Ngài đã đề cập đến một cái người thiện nam. À, khi mà Đức Phật tính tọa ở trong hương thất ở chùa Kỳ Viên, thì vào buổi sáng Ngài quan sát về thế gian, thấy được duyên lành của một người đàn ông nghèo khổ, cho nên Ngài ngự đến cái thành Alakwi cùng với 500 vị tỳ khưu. Dân trong thành Alakwi liền cung thỉnh Đức Phật à, và được tin Đức Phật ngự đến, thì người đàn ông nghèo khổ đó cũng có ý định đến nghe pháp của Ngài. Nhưng mà trong ngày hôm đó thì con bò của y bị sút chuồng chạy mất. Người ấy mới suy nghĩ rằng ta nên kiếm con bò hay là đi nghe pháp. Rồi y quyết định ta hãy tìm con bò mang về chuồng rồi đi nghe pháp sau. Từ sáng sớm thì cái người đó đi ra khỏi nhà tìm con bò bị lạc. Thì dân ở trong thành Alakwi đã cung thỉnh Chư Tăng có Đức Phật là vị thượng thủ đến thọ thực nơi chay tí đường. Và sau khi Ngài thọ thực xong, họ thỉnh bác của Đức Bổn Sư để yêu cầu Ngài phúc chúc phước báo. Nhưng mà Đức Phật nói rằng Ngài nghĩ rằng chỉ vì có một người mà Như Lai vượt một khoảng đường là 30 giờ tuần để đây để tế độ cho y. Nhưng mà hiện nay y đang trong rừng đi kiếm con bò lạc. Khi nào người đó đến thì Như Lai sẽ thuyết pháp. Và Ngài ngồi im lặng. Người đàn ông nghèo khổ đi kiếm được con bò xong, đưa nó trở về với đàn bò. Rồi y mới tự nhủ rằng nếu mà không có chuyện gì khác, ta sẽ đến đảnh lễ Đức Bổn Sư. Mặc dù đang đói bụng, nhưng mà y không có ý định trở về nhà, mà lật đật tìm đến để đảnh lễ Đức Phật và đứng qua một bên. Chờ cho người thanh niên đó đứng yên xong, Đức Phật mới hỏi cái người mật phụ lo trong trai tăng đường đó, vật thực của Chư Tăng có còn gì không? Bạch Ngài, vật thực còn. Nếu như vậy thì hãy dọn cơm cho người này dùng đi. Sau khi mời người đàn ông nghèo khổ ngồi vào nơi mà Đức Phật đã chỉ dạy, người hội tăng Ngài chăm lo khoản đãi người đó với
cháo, vật thực, cúng dường, hương vị, loại cứng và loại mềm của chư tăng đã dùng xong. Sau khi dùng bữa xong, người đàn ông ấy xuất miệng. Rồi cái cảm thấy rằng cái sự khổ nhọc do cái thân thể của mình qua cái sự đói khát và bây giờ đã được no bụng và yên tâm rồi, cho nên tâm ý của cái người thanh niên này cũng được trở lại sung mãn, chú tâm nghe pháp. Và người đó do sức lực phục hồi rồi chú tâm nghe pháp, chứng đắc thánh quả Tu Đà Hoàn. Đức Phật sau khi ngài bốc thuốc xong đứng dậy đi về, để chúng theo sau tiễn đưa Đức Phật một đoạn đường rồi mới quay lại. Chư tăng đang đi với Đức Thế Tôn than phiền rằng: này chư hiền, hãy xem cái việc làm của Đức Thế Tôn đó, trong những thời khác thì có chuyện như vậy đâu, nhưng mà lần này ngài vì một người đàn ông nghèo khổ mà lo lắng bảo người hộ tăng đem cơm cháo đến cho người đàn ông đó. Đức Phật quay lại hỏi rằng: này các tỳ kheo, các thầy đang bàn luận chuyện gì? Khi mà nghe được sự việc như vậy thì Đức Phật mới nói rằng: phải đó, này các tỳ kheo, sở dĩ ta vượt đường dài 30 giờ tuần đến đây là vì ta thấy được cái duyên lành của ông thiện nam này. Ông ta đang đói bụng quá sức vì từ sáng sớm đã thức dậy đi vào rừng để tìm cung bò lạc, đang khổ vì đói. Đâu có người nào mà nghe thuyết pháp bụng đói bao giờ, người đó cũng không thể lãnh được pháp vị. Không vì nghĩ như vậy cho nên Như Lai đã làm như thế, đã sai người mang vật thực đến cho ông ta ăn. Này các tỳ kheo, không có bệnh nào sánh bằng cái bệnh đói cả. Và Đức Phật ngài đã thuyết lên câu Phật ngôn 203. Chúng ta xin lặp lại: Chigachan Chikacha Parama Roga Sankhara Parama Dukkha Etatoa Yatha Bhutang Nibbanang Paramang Sukhang. Đói ăn bình tối thượng, các hành khổ tối thượng, hiểu như thực là vậy, niết bàn qua tối thượng. Và trong câu chuyện này chúng ta thấy rằng bệnh đói to hơn các bệnh thường, phàm nhân vì nó phải tư tương. Chú nghèo đến trễ cam lòng đói, Đức Phật từ bi nghĩ xót thương, cơm tăng một bữa tạm no lòng, sơ quả sanh liền khỏi đợi mong. Tế chúng nào hay vì lẽ khó, đường xa Phật chẳng ngại hoài công. Duyên sự của Phật ngôn 203 chúng tôi đã trình bày xong. Rồi bây giờ xin mời quý vị thảo luận về câu Phật ngôn này. Và trước tiên cung thỉnh Đại Đức Pháp Trang, Đại Đức Quan Hỷ gợi ý để bà con thảo luận câu Phật ngôn này. Rồi kính bàn tay của thượng tọa của Đại Đức Pháp ngạ. Nam mô Bức Thái Giá và sa thú lành thai. Chúng con thành kính đảnh lễ tri ân nhà trí đức đã từ bi hoan hỷ dạy cho chúng con từ vựng và duyên sự câu pháp của kinh số 203. Dạ, đạo tràng có nghe âm thanh Nhật Quỳnh không? Chào Nhật Quỳnh, xin một tín hiệu ạ. Dạ, cảm ơn Dung Nguyễn. Nam mô Bức Thái Giá. Dạ, theo như là ngài trí đức, con cung thỉnh Đại Đức Pháp Trang à. Dạ, sư dùng sáng xong chưa bạch sư? Sư dùng sáng xong chưa? Lúc nãy con nghe nói sư lên, sư đọc kinh để Phật tử người ta đem thức ăn sáng tới. Nãy giờ sư dùng sáng xong chưa? Sư cho con một tín hiệu à. Nam mô Bức Thái Giá.
Rồi, vậy là chưa dùng sáng xong rồi. Dạ, bây giờ thì Nhật Quỳnh kính mời đạo tràng. Dạ, đồng hồ Nhật Quỳnh còn có 5 phút thôi quý vị. Quý vị có thể đưa bàn tay xinh đẹp của mình lên không? Dạ, kính mời đạo tràng. Có thể đưa bàn tay xinh đẹp của mình lên không? Còn có 5 phút thôi. Để được pháp tràng thì mắt đậu sáng rồi. Dạ, mít còn bán ế rồi. Dạ, mít còn bán ế rồi thôi. Còn 5 phút con xin chia sẻ 30 phút thôi. Còn 2 phút con cung thỉnh ngài trở lại đạo tràng ạ. Dạ, Nam Mô Bích Thai. Dạ, dạ, theo cái duyên sự của ngài vừa nói lúc nãy thì con thấy phải nói là Đức Phật và từ bi, quá là từ bi luôn. Ngài có được do ngài tu rất rất là nhiều kiếp rồi nên là ngài thấy được tâm của chúng sanh, và vị nào mà được ngài giới bảo đảm nói một câu là vị đó sẽ đắc được đạo quả liền. Thì con thấy cái điều này càng học thì con càng tri ân Đức Thế Tôn cũng như chư vị thánh tăng, chư tăng trong đời này, tức là chư thánh tăng và phàm tăng. Dạ, thì có những vị phàm tăng, do có những vị phàm tăng thì con mới học được những câu kệ của Đức Phật. Nếu không có những vị phàm tăng thì chắc bây giờ mình làm gì học được, phải không Du Nguyễn? Nhật Quỳnh thấy Du Nguyễn có trước máy nè, có đồng tình với Nhật Quỳnh không? Dạ, có đồng tình với Nhật Quỳnh là mình nhờ có phàm tăng nên mình mới học được ngoài này. Bởi vì mỗi khi con mà lạy Phật, con đảnh lễ Tam Bảo là con thường xuyên nghĩ đến chư hiền thánh tăng và cũng như phàm tăng hiện tại. Nếu có những vị nào có những lỗi lầm gì thì con thấy đã là phàm tăng thì phải có lỗi thôi, thì những vị đó cũng như mình tới tu thôi mà đoạn trừ được những cái phiền não hay chưa thôi. Nhưng mà ít gì còn những cái vị phàm tăng thì con mới học được lời dạy của Đức Thế Tôn, nên con rất là tri ân. Và bây giờ thì con cung thỉnh ngài trở lại đạo tràng. Nam Mô Bích Tha Giá. Sa thú, sa thú, xin Nhật Quỳnh. Với câu Phật ngôn 203, chúng ta có thể tóm tắt như thế này: khó thực mới vượt được đạo, đói ăn bệnh tối thượng. Với cái câu đầu này, chúng ta thấy rằng Sabbe Satta Aharathitika, tức là cái pháp đầu tiên chính là vấn đề vật thực. Chúng sanh sanh tồn do vật thực. Vậy thì cái vấn đề vật thực là một cái điều rất là quan trọng trong cuộc sống của chúng ta. Cái người thanh niên kia đói quá, bị phóng tâm, tức là các hành, bị coi như là cái khổ của cái thân ngũ uẩn này mà nó tối mày tối mặt, xây sắm mặt mày, đó cũng là một cái khổ. Cho nên khi mà ăn vô nó no bụng rồi, khi đó mới chú tâm nghe pháp. Và Đức Phật 30 giờ tuần đi đến để tế độ cho cái người thanh niên này. Mà cái mục đích của câu Phật ngôn này là gì? Có thực mới vượt được đạo. Buổi sinh hoạt của chúng ta đến đây xin được kết thúc ha. Chúng ta cũng xin phép đạo tràng hai ba hôm nữa thì chúng tôi cũng vắng mặt, có công việc phải đi xa, hiện giờ đang ở chùa Đạo Quang và sáng mai đi sớm, mong quý vị thông cảm. Phật lành chúng ta học hỏi những lời dạy của Đức Phật để áp dụng cho cuộc sống chúng ta được an vui tiến hóa,
Xin chư thiên quan hỷ công đức chúng tôi làm để tự thành phúc quả rồi hộ trì chúng sanh. Những người tu giới hạnh bố thí và thâm thiền xin quay lực vô biên chư toàn giác độc giác và thinh văn thính chúng hộ trì đến tăng ni và thiện nam tín nữ luôn Phật giáo năm truyền được an lành tịnh lạc. Etenasachavace na so thi vô hô tu sắc mật đà. Do lời chân thật này kính dân bởi phước đang chư tôn thiền đức tăng ni và đạo tràng pháp hội thiền hữu tri thức luôn được an lành trong ánh hào quang của chư Phật. Mời sư Hồng Nhật để một cuộn băng và chúng ta kết thúc buổi sinh hoạt ngày hôm nay.